Trời ơi, anh Yên này đang làm chứ mày, họ làm gì vậy? Mà sao không nó hủ mày ơi? Thì ghê quá, không có nó hủ luôn hả? Tao mới là người không có nó hủ nào. Mày ừ, mày hãy non đây. Mày sao? Mày sao? Mày làm gì? Dạ, 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 dạ. Làm gì? Ẩu rồi đó, ẩu rồi đó, ẩu rồi đó. Ai ba phải ẩu rồi đó, ba phải ẩu rồi đó, khoan. Bây giờ ba bảy không biết đứa nào quýnh bây giờ hay đúng không? Vậy thì đi ngủ mấy đứa kia lại chia đội ra quýnh coi bên nào ăn nào biết bên nào hay à. Yes. Ok không? Vậy đi ngủ đi rồi đi. Ăn con quả này. Yeah, yeah, một cái áo quýnh chắc rồi đó, đi ra. Let's go. À, hello, xin chào mừng tất cả các bạn đến kênh Thanh Long Vlog. Hôm nay thì bên mình đã có thêm một thành viên mới nữa rồi nha mọi người. Giới thiệu đi. Nói chị mày không biết nghe không? Chị đâu đó. Nói chung là mấy anh em này muốn tỉ thí xem ai là người thắng bây giờ, nên bây giờ mấy anh em mình sẽ đi tỉ thí xem thôi nha mọi người. Bây giờ thì đi thôi. Let's go. Rồi nha mọi người, tới chỗ đánh bida nha. Vô cái chỗ đánh bida đồng quê của mấy anh em mình nha. Chưa gì mà nó là đã cầm cơ hết nha. Chủ quàng nha mọi người. Chú Hoàng quýnh dữ lắm nha, nên thôi mấy anh niên này tỉ thí với nhà thôi nha. Dạ anh em tự chia đội đi. Ok, tao với anh Hàng đánh trước. Thôi tao với anh Hàng qua đây đi. Em với anh đánh trước. A few moments later. Okay, bây giờ bên mình đã chia đội xong rồi nha mọi người. Hai bạn nữ của anh em mình sẽ làm trọng tài có hai bên nha. Wow. Thế thì đó nha. Bây giờ thì Lộc với Đạt là do đánh hay hơn mấy đứa kia, nên là hai nó sẽ là một bạn riêng nha mọi người. Còn bên đây nó sẽ chia đội làm 2-2 nha. Hồ với Khang, ủa lộn, Hồ với Ngân sẽ là một đội, còn Khang với Tấn sẽ là một đội nha. Mày đứng vô coi, thằng ấm binh này. Giờ thì Đạt với bên Lộc sẽ đấu bên đây, đứa nào thắng sẽ đấu với đội thắng bên đây nha mọi người, để tìm ra chiến thắng cuối cùng nha. Yes. Cái này đó nha. Rồi tiến hành thôi. Đây nha mọi người, hai đối thủ sẽ vô nha. Sẽ để cấp hình đệ ba trước nha. Dạ, anh em muốn chơi bao nhiêu đếm nè, bên đây muốn chơi bao nhiêu đếm nè? 20 đi. Họ chơi hết rồi, chơi 20 được rồi. Ok. Lực có bida này đơn giản lắm nha mọi người. Ví dụ như thằng Đạt quýnh trái vàng thì chỉ cần trúng trái đỏ và trái trắng là được nha. Ví dụ như là nằm như vậy, Đạt quýnh thử đây Đạt. Nè, Đạt quýnh trái vàng nha mọi người. Đó, chỉ cần trúng hai trái là lượm được một điểm nha. Hai thanh niên này đứa nào sẽ lượm 20 điểm trước sẽ thắng để qua đấu với đội bên kia nha. Rồi tiến hành đi ba đi. Giờ thì người thua là sẽ hít đất bao nhiêu cái vậy? Hít đất nhiêu cái vậy? 25 hả? 30 đi trả giá rồi chắc đóng luôn. Giờ thôi 30 á. Rồi tiến hành đi. Để sẽ đều ba trước nha mọi người. Quá dữ rồi, quá dữ rồi. Một điểm đầu tiên cho Thanh Niên Đạt. Quá chiến. Chưa, mới một điều mà thua vậy. Quá dữ rồi. Đó, anh Niên Ngọc đã được thêm một điểm. Wow. Nè. Trời đi em lên mạng nè mọi người. Ủa đang tiếng. Đâu? Đụng cái đầu này đánh lên. Dữ thì sao? Nó sẽ dính lên trong đầu này, nó không có bị chết lên. Ghê vậy? Cái hồn ba. Quá dữ, điểm 2 cho Thanh Niên Đạt. Bỏ trò chiến rồi. Uống nước kìa nha bà. Dạ. Thua luôn. Trời ơi, không phải cái cây đâu mày. Trời ơi, trời ơi, dạ không có động cơ luôn rồi. Nhưng mà nãy nó chà chứ đúng gọi luôn. Thua luôn. Dạ,
Anh lại làm gì trời, vô giấy dâm dê vô giáo dục. Ôi trời ơi. Giờ sẽ chơi tuyệt chiêu đánh lái nha. À? Ôi tuyệt chiêu đánh lái luôn dữ. Ghê vậy, ghê vậy. Đánh lái ra đây, đánh lái ra đây. Đánh lái nha. Mèo mà hơi chặt mắt. Kéo cưa. Wow. Kéo cưa đầu kéo là để chứ cờ sao? Để dưới đây nè. Dữ quá. Dữ. Kéo chạy ta. Né đi, né né né. Né rồi cái hụt né chúng cái gì né hụt lắc. Nhỏ này. Ôi trời ơi. Đánh chưa hiểu phải. Đánh chưa hả? Quách được phát, quách được phát, quách được phát. Gì lậu, gì lậu. Gì ghê. Ghê hả? Đo trên chiếc vua luôn hả? Dữ. Quả chiến, quả chiến. Đúng rồi. Đúng chứ. Mì coi dễ con rồng. Ghê vậy. Dữ. Bạn đi được tới 2 nha mọi người. Đu. Wow. Dữ rồi, 3 điểm rồi. Rồi, sao lão? Sao hủ lại nấu. Thanh niên lão sắp đi rồi nha mọi người. À? Quá dữ, mấy điểm nào? Quá rồi, lại quýnh hay quá. Nó học toán giỏi gì vậy, quýnh này quá trời quýnh rồi. Nó tâm lý rồi, dữ rồi. Đù, lộn mép luôn. 4 điểm. 4 điểm hả? Thanh niên họ hay hiện nha. Đu hay vậy, quýnh không chúng như nào luôn. Kẻ giá. Chưa chúng rồi. Mày đánh con chết. Giờ tao bắt luôn á. Ủa trời ơi. Dữ vậy, dữ vậy. Dạ hết hiện kìa, leo không nổi luôn kìa. Bắt ghế kìa, có cái ghế rồi, bắt ghế anh đánh. Ghế mà gãy ra. Ghế gãy ra, ghế gãy ra, ghế gãy ra. Quả trưởng thiệt chứ. Xíu đây con. Nãy hộ lắm vậy. Da mà sọng nó hổ mày ơi. Đi ghê quá. Trời ngàn nó có khúc mà quýnh cho bạn cao quá. Đi hộ luôn. Sao mấy nãy quýnh không trúng trái não vô vậy? Ồ, wrestling boy. Ủa cho bi chứ ảnh rồi quýnh gì dưới đây hồn. Không biết nữa bạn ơi. Quýnh bỏ rồi. Chỉ số bên đây nữa là 89 nè nha mọi người, quá đều. Hôm qua anh có Lộc với thằng Đạt là 4-14 nha. Lộc rất nhiều nha. Rồi đứa nào dễ ăn lãi đi trời. Thua luôn.
quýnh chặt lắc mà cũng leo lên bàn đúng không nợ? Gì đó lão mấy người già này họ chắc ông chủ đổi về luôn quá nè thiệt chứ bỏ trưởng này chứ đu quá dữ gì lắm sáng rồi quýnh hùa sáng rồi sáng rồi lọt cái lỗ dưới giữa luôn trời hủ luôn hả hay trời đủ ta quýnh hay với ta đây đợi đợi nó ngược lại đợi bước đến luôn rồi tao nó đang bên kia nào à mày không có tiền đền đó ngắm bên phải cái tay em có lẽ thôi có hành đi khen chắc cổ anh đi lọc nha giữ vậy sao chẳng bên đây có kết quả nha mọi người anh đi bạc giành chiến thắng nha nha với tỷ số là 20-17 nha hành niên hành niên lọc cùng kế bên nha mọi người giờ chỉ còn đợi đội bên đây nữa thôi nha đây đang là 12-13 nha kế bên yes. Thua rồi nhớ gì không nhớ gì không cả bao tay ra cả bao tay ra giờ bao tay giờ hành niên lọc sẽ trả nợ hết đất luôn lấy con mũi thích dưới đất á đủ chưa hay dữ trời quá dữ luôn giờ anh em mình sẽ đổi lần cho hai đứa nhỏ ra để nó lớn hơn nha giờ anh em mình sẽ đổi lần cho hai đứa nhỏ ra rồi hai mình với Khang đánh ngang cho nó nhanh nha đâu vậy con chúng luôn à ba chị qua trả lời để xem nào cú đo băng có hai đồng hồ dư rồi trả lời có hai đồng hồ tiếp tục là một cú đánh dò gà đánh cơ luôn thôi sốt kiếp nạn 81 đã qua rồi tới kiếp nạn 82
rồi. Câu hỏi này là thứ N rồi đó. Rồi câu hỏi đã cho thanh niên hồ rồi. Giò heo hầm gót bá. Còn điểm cuối các bạn. Rồi chỉ còn điểm nữa thôi nha mọi người. Điểm nữa là thanh niên hồ sẽ thắng nha. Xe 15 rồi, còn 1 còn 5. Để coi ai chiến thắng đấu với thanh niên hồ. Chắc vậy quá. Đó rồi, cố dễ dằn tao. Dữ dữ. Quá hay rồi, quá trời rồi. Rồi còn gì nữa đâu. Rồi sao. Câu hỏi từ chứ. Rồi sao. Rồi sao. Vậy là thanh niên hồ rồi chứ thắng thôi rồi. Rồi Sang nhớ gì không? Thì có 2 chục nhiêu. 3 chục. Rồi giờ thanh niên hộ sẽ tỉ thí với thanh niên đạt nha. Để cho thanh niên Khang trả nợ cái. Yes. Lấy cái đít xích xôn. Cứ chung đít lên. Đây nhỏ có chục cái rồi. Hết thử 1 cái cho coi. Lòng, nó hết rồi. Mày nữa mà. Cái 26. Ai vậy? Trời. Còn cái nữa. 30. Woo! Đi hết đói rồi. Đây là trận chung kết với hai anh đi rồi. Rồi. Anh đi hồ và anh đi đạt nha. Dẹp kết quốc đi. Đâu có lọt nha, giỡn không chạy. Rồi 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 rồi, cơ hội. Ừ, anh điện đạt khai hiện kìa. Đu, dữ trời. Mày đẹp không? Quá dở, vỗ tay. Đu. Quá dữ. Đúng không? Không. Có viên bi rồi. Lấy viên bi cái hộp. Ủa không người chơi. Ủa trời ơi. Trời ơi, uống gì bi vậy? Hai đếm. Cũng báo rồi các bạn ơi. Hai đếm. Tôi cho mày nói lại á. Anh sao được? Quá dữ rồi, quá dữ rồi. Yeah, 3 điểm. Wow. Rồi, rồi lọt đó. Đi ngầu, chụp hình giống anh Nhân đi vòng cái kia. Anh đi người làm trò chống gì ở đây trời. Trời
Làm gì? Làm gì? Làm gì? Làm gì? Làm gì vậy? Ủa luôn rồi chứ. Wow. Trời ơi, trúng luôn rồi phải không? Trúng rồi, hai đường hộ trúng á. Trúng. Yes. Trúng. Bà thằng hộ nó trúng á. Trời ơi, ba đi. Rồi nó không có tay rồi. Tay trúng hả? Dữ. Chơi đó bạn. Bắn bắn bạn lại. Thôi đó. Wow. Dữ. Nào. Gì nào? Hả? Có đã. Nó thấy nhắc hoài vậy. Wow. Dữ, lỏng ra quá rồi. Rồi rồi, tới công chuyện này. Không muốn nó biểu diễn. Nè, nó mới học TikTok coi biểu diễn nha mọi người. Nghỉ luôn đi mày. A few moments later. Anh là sắp kết thúc rồi nha mọi người. À? Yeah. Yeah. Sắp bẻ cổ hồ nữa nha. Yeah yeah yeah. Hình là Thanh Niên Hồn 13 điểm, Thanh Niên Đạt 18 điểm nha mọi người. Đây còn 2 điểm thôi nha. Du, quá dữ. Còn 1 điểm nữa. Giờ chạy. Còn 1 điểm ăn tao rồi. Yes. Rồi rồi, hồ sắp gãy rồi. Bị tuổi gì? Thôi. Để tới tao rồi. Mày nói là mày nói rồi. Nói rồi. Ngộn. Mày tuổi. Tính ăn được không? Gì vậy? Chắc ăn được không? Còn điểm rồi nha. Ăn được, ăn được. Rồi xong luôn. Được. Yeah. Ui trời ơi. Được. Vậy là kết thúc rồi nha mọi người. Đạt đứng ăn mừng vô Đạt. Su. Mừng đi vô coi. Dạ anh đi Đạt là người chiến thắng nha mọi người. Không có đối thủ. Dơ dở 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 dở. Thua rồi các bạn ơi. Thôi giờ làm Đạt thắng hả? Dạ. Ừ. Cái gì ba? Ê chụp lại gửi Ngọc coi. Ta chụp đó ta gửi Ngọc coi. Ngọc coi à. Kệ đi, hỏi Ngọc cũng coi vô coi video à. Nhìn tội bé quá mạnh rồi, quá mạnh rồi, thể hiện lên cưng hồi dậy cưng coi chứ. Mạnh lên. Quá hay rồi, quá dữ rồi. Nó phái chứ. Dễ nó kiếm tới nhà. Đủ chưa, đủ chưa, đủ chưa. Tặng cá luôn à. Tặng cá luôn à, dữ à. Gọi nha mọi người, thì team mình đã tìm ra được người thắng cuộc rồi nha. Người đánh pizza hay nhất team mình đó chính là Thanh Niên Đạt. Mừng vô. Mình thắng rồi nha các bạn. Thua luôn. Đến đây video của mấy anh em mình cũng xin kết thúc nha mọi người. Mọi người thấy video anh em mình hay nhớ để lại cho anh em mình một like và một subscribe nha. Bye bye, xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye.